Xin chào các đông dân phố đã đến với chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây giống của nhà vườn Hải Đăng. Với chủ đề trong video ngày hôm nay, cách trồng rau tại gia, Sóc sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu và các kỹ thuật trồng rau tại gia để đạt hiệu quả và tối ưu nhất. Đúng vậy, trồng rau tại gia là xu hướng phổ biến trong các gia đình hiện nay, khi mà vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mất đi vệ sinh ngập tràn trên các phương tiện thông tin. Và giải pháp tối ưu nhất để giải quyết bài toán học thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe gia đình mà ai cũng biết đó chính là trồng rau sạch tại nhà. Vậy tập làm nông dân thành thượng có mất nhiều thời gian và công sức không? Đó là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều bạn đang có ý định tự trồng rau sạch tại nhà. Với suy nghĩ lo ngại mình chưa từng trồng rau hoặc đã trồng nhưng chưa lần nào được thu hoạch, trong khi đó sẽ có cảm giác mất nhiều thời gian và công sức, trong khi thực tế trồng rau rất đơn giản và dễ dàng. Nó phụ thuộc vào mấy yếu tố cơ bản sau đây. Vậy ta sẽ bắt đầu với các bước đơn giản nhất nhé. Dạ, đầu tiên là lựa chọn hạt giống. Dĩ nhiên, muốn trồng rau thì nguyên liệu cần thiết là hạt giống. Các bạn hãy xác định những loại rau mà muốn trồng, số lượng trồng để mua đủ số lượng giống. Một số điểm cần lưu ý sau khi mua hạt giống này. Thứ nhất là hạn sử dụng. Các bạn có thể xem trên bao bì của hạt giống, dưới đây là có những hạn sử dụng. Hãy kiểm tra hạt giống xem còn có hạn sử dụng hay không. Nếu hạt đã hết hạn sử dụng thì chắc chắn sẽ rất khó nảy mầm hoặc tỷ lệ mầm nảy thấp. Dù bạn đã áp dụng đúng quy trình trồng rau sạch và cách trồng rau sạch tại nhà khiến rau dễ mất bệnh. Bảo quản hạt giống được bảo quản tốt nhất là khi để trong bao bì sạch, không bị rách nát hay bạc màu, đảm bảo còn tên thương hiệu và công ty sản xuất. Tiếp theo là hạt giống an toàn, là hạt giống không có chứa chất bảo quản. Vì chất bảo quản không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của rau, mà quan trọng hơn đó là sẽ gây hại đến sức khỏe của người sử dụng. Tiếp theo là nguồn gốc. Khi các bạn mua hạt giống, các bạn phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ, nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ các nước như Việt Nam, Úc, Thái Lan, Đài Loan. Tiếp theo là chuẩn bị khay, chậu trồng. Chậu trồng rau có kích thước phù hợp để trồng các loại rau, tiết kiệm diện tích trồng cây, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển, tăng tính thẩm mỹ cho khu vườn. Tùy từng loại rau mà loại chậu có kích thước phù hợp, sao cho đủ lượng đất và chất dinh dưỡng để cho cây có thể sống và sinh trưởng tự nhiên. Các bạn có thể xem qua những cây chậu bên em. Và đặc biệt, loại chậu trồng rau mà Sóc sử dụng làm chậu từ nhựa dẻo tổng hợp, nhựa nguyên sinh nên khi trồng cây sẽ không bị nhiễm độc và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đảm bảo rau sạch an toàn, nhiều kích cỡ, thời gian sử dụng lâu dài từ 7 đến 10 năm. Tiếp theo là dàn kệ trồng rau ạ. Dàn kệ có thể không quá cần thiết nếu như gia đình không có điều kiện tài chính nhiều. Bạn có thể sử dụng cây khô, gạch để kê chậu. Tuy nhiên, giá trị thẩm mỹ không cao và khó di chuyển, dọn dẹp, vệ sinh. Dàn có bánh xe giúp dễ di chuyển hơn, được sơn trắng nhằm hấp thụ cho nhiệt độ của cây, mang tính thẩm mỹ cao. Dàn để được các chậu rau lên nhằm tránh sự tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, đảm bảo rau được thoáng khí, thoáng nước dễ dàng, tránh sự xâm nhập của kiến, sâu bệnh, hại rau. Tiếp đến là giá thể. Giá thể trồng rau là loại đất chuyên dụng, chứa nhiều chất dinh dưỡng, nên chọn hỗn hợp đất phù sa, phân chuồn quế để trồng rau sẽ giúp phát triển tốt hơn. Các bạn có thể xem qua giá thể của bên em. Vâng ạ, giá thể rất quan trọng cho sự sinh tồn của cây đó ạ. Tiếp theo là hệ thống tự động. Nguyên liệu này có giá thành không quá cao và mang nhiều ưu điểm. Các kỹ sư tại gia nên bên cạnh đó là bình tưới. Nếu không có điều kiện lắp hệ thống tưới tự động thì nguyên liệu quen thuộc của chúng ta là vòi tưới, bình tưới để cung cấp nước cho rau. Và tiếp theo là phân bón. Phân bón cho rau có hai loại, phân vô cơ và phân hữu cơ. Các bạn có xem hai loại này. Nguyên liệu này là thành phần không thể thiếu cho cây phát triển. Cụ thể cách dùng, thời điểm và liều lượng cân bón cho cách ăn uống sạch sẽ đã có video trình bày phía trước. Tiếp theo là dung dịch hữu cơ và phòng trị nấm bệnh chuyên dụng. Đây là các loại thuốc giúp rau chống bệnh sâu, bệnh hại, an toàn cho sức khỏe dùng rau. Trong quá trình trồng rau cần theo dõi tình hình sâu bệnh để dùng thuốc kịp thời. Và cuối cùng là lưu ý khi đặt chậu cây, đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng, không khí trong lành để cây có thể quang hợp. Không nên để chậu cây trực tiếp lên mặt đá, tránh run, kiến, sâu bọ, chui qua lỗ chậu ảnh hưởng đến quá trình phát triển của rễ.